Mưa rơi, các bạn ghi đi, nằm mưa rơi. Nằm mưa rơi, chúng ta sẽ nhớ lại một lần nữa về cái câu chuyện mà chúng ta điều chỉnh cái đầu bút đấy nha. Nào, mưa rơi. B, lập ra một lấy mới. B chắc chắn là chúng ta sẽ chọn một cái đầu bút bình thường, đó là bút tròn. Nhìn nhận, tôi sẽ tăng giá trị này lên. Đây, đầu bút này. F5, điều chỉnh đầu bút đúng không ạ? Các bạn có đồng ý với tôi là nếu mà tôi kéo này này giãn vào giãn ra đúng không ạ? Thì trong cái đầu bút của chúng ta nó có biểu tượng là xoay cái đầu bút đấy. Tôi sẽ gõ vào đây cho các bạn xem là tôi bóp bẹt này, các bạn nhìn tôi bóp bẹt này như này chưa? Thì có phải là cái này tôi sẽ gõ là số 1 không? Có nghĩa là cái đầu bút bị bóp bẹt xuống, nó giống như giật ngang ấy. Và độ xoay của nó tôi sẽ đánh là 90 độ thì có phải xoay theo nó dọc thẳng như này đấy không ạ? Nhìn chưa? Bóp bẹt xuống và bắt đầu chúng ta giãn ra thì có phải nó sẽ là trở thành những hạt mưa giống như này không ạ? Hạt mưa thì có phải theo chiều thẳng đứng nhỉ không ạ? Rồi nhá. Sau khi làm xong các bạn có đồng ý với tôi ấn vào Shape Dynamic thì có phải chỗ này tôi sẽ làm sao chỉnh độ to nhỏ, có chỉnh độ to nhỏ chưa? Có to nhỏ rồi còn gì nữa, dập rồi bây giờ chỉnh độ to nhỏ. Bay lên trên bay lên dưới ấn vào cái này đúng không ạ? Ấn vào thôi, các bạn nhìn thấy cầm này. Có nhìn từ cái này chưa, kéo này, nó thành mưa. Hiểu cái thành mưa chưa? Rồi, sau khi thành mưa thì tôi muốn là hạt mưa nó phải xa gần khác nhau, tôi sẽ kéo vào đây, độ xa gần này nhìn nhá. Độ xa gần và lúc này chúng ta vẩy ra mưa thôi, nhìn chưa, chọn vào đây đó, mưa rơi rồi đấy, hẹn nhau trên cầu nhé. Đấy thì đây là cách mà chúng ta tạo ra mưa rơi cho cái việc thiết kế brush của chúng ta đây. Nhìn chưa, đấy cách tạo mưa rơi, tạo tuyết rơi hay tạo lá rơi hay cái gì đó thì cũng tạo ra phương pháp này. Và chúng ta chỉ cần hiểu về nguyên tắc của nó thôi. Đầu tiên là to nhỏ, thứ hai là chỉnh gì bay lên trên và bay xuống dưới. Thì trong Illud nó cũng làm được, nhưng Illud nó sẽ làm sắc nét hơn và nó không bị vỡ hình, bởi vì nó là dạng vector, còn ông này là dạng ảnh. Các bạn hiểu anh chưa? Ok, chỉnh xa gần có không ạ? Chỉnh ra chưa? Rồi, vậy thì sau này lá rơi, tuyết rơi, này bông rơi hay là bất cứ một cái gì rơi thì bạn cũng đều dùng theo tiêu chí này của tôi hết. Các bạn hiểu cái bút này chưa ạ? Tất nhiên nó còn có giá trị trộn màu nữa. Ok, thì cái bài hôm nay tôi đã chia sẻ cho bạn việc đó là tạo ra một hệ thống là nước chảy xung quanh, sử dụng bút từ bên ngoài, sử dụng với bút mây, sử dụng đầu bút to hay nhỏ. Thì buổi sau tôi sẽ dạy cho bạn tiêu chí nữa, đó là cách làm mà sử dụng bút chạy theo đường dẫn. Bắt đầu là chúng ta sẽ làm cho người tan biến. Bạn biết là những cái trên mạng có cái biểu tượng làm cho tan biến đúng không ạ? Thì tôi sẽ dạy cho bạn làm tan biến, vẽ từ bút nước ra sao. Nó có rất nhiều cách thể hiện. Người có thể vỡ theo kiểu dạng nước, vỡ theo dạng tung tóe. Thì tôi sẽ dạy cho bạn để làm ra những sản phẩm này. Cái thiết kế của chúng ta mang tính chất ấn tượng, không còn là phiên bản là cho vào chung vào khung, làm chìm vào nền nữa, mà phải nâng tầm lên một độ rồi. Các bạn hiểu ngay chưa ạ? Ok, bây giờ tôi sẽ dừng lại bài này ở đây và tôi sẽ gửi cho bạn một số cái bài tập. Nào các bạn nhìn này, thì lúc này chúng ta để muốn làm ra một cái hiệu ứng chữ thì việc đầu tiên là chúng ta phải chọn vòng nguyên tắc. Chúng ta đánh một cái chữ. Rồi ok, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và phóng cái chữ ra. Thì các bạn lưu ý cho tôi một tí, đó là khi chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn một cái phông chữ, có thể là phông chữ nét nghiêng, các bạn có thể ấn vào Ctrl T và giữ Ctrl có thể nghiêng nhảy, hiểu không? Còn nếu không thì bạn có thể chọn theo cách của bạn cũng được. Đây T tôi sẽ chọn một cái phông chữ UTM chẳng hạn nha. UTM AVU. Phông này thì nó rất là dễ đẹp bởi vì nó tròn chị ạ. Phần thứ hai, tất cả phần chữ này thì các bạn lưu ý là tôi sẽ chọn vào T và tôi sẽ quét qua Ctrl E và giữ phím am đẩy và cho nó sát lại với nhau nhá, thì cái kết cấu của cái chữ thì nó mới đẹp được, đúng không ạ? Và phần thứ ba này tôi chọn T và tôi chọn một cái màu, đó là màu cam. Các bạn nhớ nhá, tôi chọn một cái màu cam cho nó có sự khác biệt đi ạ. Đây màu cam đấy, nhìn màu cam chưa? Xong bắt đầu làm này. Thì cái công việc đầu tiên để muốn mà thực hiện với cái chiêu thức mà chúng ta làm chéo cho nó ấy, thì chúng ta phải biến nó trở thành một đối tượng thường từ text, nên là chúng ta phải chuột phải chọn vào. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong bây giờ chúng ta chọn vào pen. Thì có nhiều người người ta sẽ tính theo độ chéo của đối tượng, thì tôi có thể chọn vào đây, tích vào đây một điểm, nhìn chưa, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm,
tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Thì các bạn nhìn này, ở chỗ này tôi có một tí chỗ này nó không ăn thua, tôi phải giữ phím Ctrl tôi tích vào đây, điểm này tôi sẽ dịch chuyển lại như này để cho nó loại trừ cái ông chữ đầu P đấy, cho nó dễ. Ctrl Enter thì biến trở thành vùng chọn, thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ đó là Ctrl X. Ctrl X là cắt nó đi, và Ctrl Shift V là paste nó vào, thì nó phải có hai màu như này không ạ? Thì đối với hai màu này tôi sẽ chơi một trò như sau, là riêng cái ảnh phía trên tôi sẽ chọn là màu trắng. Mà muốn trở thành màu trắng được thì các bạn lưu ý cho tôi một tí là chúng ta khóa nền nào. Còn nhớ biểu tượng khóa nền không ạ? Và chúng ta chọn màu trắng bằng Ctrl Backspace là độ màu trắng, và tôi sẽ lệch cho nó một tí lên nền phía trên. Đấy, có người nào cần làm như này. Đấy, đặt lại như này được chưa? Rồi, tiếp theo. Bây giờ sau khi làm ấy, đấy thì bắt đầu tôi xử lý tiếp theo đó là độ bóng nhá, nhìn thấy chưa? Tôi sẽ làm một cái bóng bằng cách là tôi vẽ một cái vùng tròn. Mà vẽ vùng tròn xong thì các bạn lưu ý cho tôi một điều là có vùng tròn sẽ phải có layer mới, và có layer mới thì sẽ phải có nhảy. Được chưa? Nào, tôi làm mềm vùng tròn bằng Shift F6 là độ feather tôi đặt là 15. Nhìn thấy chưa? Và tất nhiên đổ cái màu đó là màu đen. Em có thể nhìn thấy cái màu đen này của tôi không? Nếu mà bạn cảm giác như cái này mà nó không được mềm lắm, tôi lại ấn vào Shift 6 lần thứ hai, tôi sẽ đặt cho nó ra chỉ là 30, 40, 50 tùy các bạn. 40 được không ạ? Để làm sao cho đẹp nhất. Đấy, bạn thấy chưa? À, vậy thì độ lan tỏa nó sẽ tốt hơn được không ạ? Nào, chúng ta sẽ chơi hình tròn như sau, là tôi có một cái bóng màu đen. Tôi sẽ dùng công cụ M hình thẳng đứng, tôi quét qua vị trí này từ trái qua phải và tôi sẽ xóa đi ạ. Đây ạ. Xóa phát như này. Thì các bạn đồng ý tôi nó có được cái hình này không ạ? Nhìn thấy chưa? Và cái hình này các bạn phải dùng một tiêu chí, đó là multi là làm đậm màu. Còn nhớ cái multi không ạ? Cái này đừng bao giờ quên nhé, bởi vì nếu không em nhìn này, có một số chỗ em di qua nó bị ghi này. Em có nhìn thấy chỗ này bị ghi không? Nó không chuẩn đâu ạ. Nên bắt buộc chúng ta phải dùng multi để màu nó sẽ đẹp hơn hẳn. Nhìn nhá. Và bắt đầu chúng ta dùng Ctrl T và chúng ta xoay cái góc độ làm sao trùng với khít với cái màu của tôi. Nhìn này chưa? Cầm điểm này Enter và dịch chuyển lên trên nào. Hết được cái này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm sao để ra cái chất liệu lam nhám đó. Thì lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như son, là chúng ta sẽ kiếm một cái chất liệu. Đây, tôi bỏ qua cái này đi ạ. À, tôi sẽ chọn này, tôi bỏ lốt cái này đi ạ. Đây ạ. Tôi sẽ bỏ cái này nha, tôi lấy cách lấy này. Các bạn có nhìn thấy nhá. Đây là một cái chất liệu có thật. Và chúng ta muốn lấy được cái vết đứt của đối tượng này thì người ta sẽ lấy theo sắc độ, thì các bạn có thấy cái vết đứt này nó đậm màu hơn so với đối tượng khác không ạ? Được chưa? Thì người ta mới có một cái câu chuyện như sau. Tôi chọn select, tôi chọn vào đây. Thì khi mà chọn vào đây đấy thì nó sẽ có được cho các bạn một cái sự lựa chọn như sau là cái bút này. Nhìn cái bút này chưa? Bạn di vào đâu thì bạn chọn cái màu đó. Vậy thì có phải tôi di vào cái khu vực màu đen này, nó phải chọn những cái khu vực màu đen không ạ? Thì lúc này cái cường độ của nó nằm ở đây, cường độ nó đẩy hết cao thì có phải chọn được hết không ạ? Thì đôi lúc phải chọn được cả những cái màu lấm tấm nhiều quá. Nhưng khi tôi kéo vào đây thì các bạn sẽ nhìn này. Đầu tiên tôi chọn nhảy nhá, thì bạn có thấy là cái vùng chọn nó sẽ nhỏ đi này. Bạn chỉ thấy là tôi chọn lấm tấm nhỏ nhỏ không ạ? Nhìn chưa? Rồi ok, bây giờ sẽ làm lớn hơn tí. Nào bắt đầu này, đẩy lớn lên. Có phải nó có những cái khe này không em? Ok, ấn vào đây thì có phải là sẽ có. Đấy, thì sau khi làm xong này tôi ấn vào Ctrl V rồi một lớp thì có phải nó sẽ nhân bản trong vùng chọn, thì ở đây chính là cái hình mà tôi vừa tạo ra đấy. Và cái hình này, này nó có những độ đậm nhất định và nó có những độ loang loang nhất định, và thậm chí là có những hạt nitty, em nhìn nitty chưa? Chính cái này nó sẽ tạo ra chất liệu với chữ của bạn có đẹp hay không. Thậm chí sau này bạn có thể kiếm một cái chất liệu khác đều được hết. Thì tôi làm nào. Như này, sau khi đã có xong tôi ấn vào Ctrl A là chọn hết. Ctrl C là copy cái chất liệu này và sang cái phần thiết kế của tôi. Đây phần thiết kế tôi cắt nốt cái này đi. Đây ạ, tôi sẽ chuột phải chính vào cái chữ graphic đã. Tôi ấn vào Ctrl V. Thì các bạn có đồng ý với tôi nó có cái chất liệu nó như này không ạ? Ctrl T bởi vì nó nhỏ quá, tôi sẽ kéo đây. Tôi sẽ đẩy chất liệu tầm này, tôi sẽ kéo tiếp theo một tí này nữa. Ok, tôi sẽ kéo đây nữa. Như này chưa? Vậy thì đây là một tấm ảnh. Đây là một cái khung hình, bạn có thể dùng công cụ là Ctrl Alt G. Ctrl Alt G nó sẽ tự chui vào. Nhìn Ctrl Alt G chưa? Nhưng các bạn sẽ thấy một điều xảy ra là cái nền ở dưới tôi đang dùng tông xanh, còn cái này là đen mà. Có đúng không? Ctrl Alt G nó chui vào mà, giống như là ảnh chui vào hình ấy. Thì cái chất chữ nó sẽ không bao giờ đẹp được, nó không thủng giống như là cái nền dưới được. Nên không thể dùng cho chữ này được đúng không? Thì đây người ta sẽ có một cái cách như sau, là tôi quay trở lại vùng chọn của cái miếng trên, chính là cái này này. Nhìn chưa?
quay trở lại bằng cái gì? Giữ can chôn tích thẳng vào đây thì có phải quay trở lại như này không ạ? Đúng chưa? Nếu sau khi quay trở lại xong thì tôi không dùng trên cái nail này nữa, tôi sẽ tắt bỏ cái nail này cho bạn xem. Tôi dùng trên nail màu vàng, nhìn không ạ? Thì đây có phải là những đối tượng vùng chọn đã được chọn không ạ? Nếu tôi tích vào đây là mặt nạ thì có phải là những cái vùng chọn sẽ nhìn thấy, còn những cái ngoài vùng chọn không nhìn thấy không ạ? Tích vào đây cái thì có phải đây là những cái mà nhìn thấy không ạ? Thì vùng chọn tôi nhìn như thế đây. Vậy thì có phải ấn vào an thì nhìn thấy không ạ? Vậy thì bạn muốn đảo ngược lại là những cái chữ ngoài tôi nhìn thấy, còn những cái chỗ mà vùng chọn tôi thì sẽ không nhìn thấy thì sao? Thì người ta mới dùng chiều tức là giữ phim an ngược lại, nó có mặt nạ trước và mặt nạ sau mà. Mặt nạ đen và mặt nạ trắng tích vào đây thì các bạn sẽ có một cái chữ được rõ như này. Và sau khi làm chữ xong thì tôi đã có một cái chữ chất liệu theo kiểu nha. Một là chữ gì? Nành. Em nhìn chữ chưa? Nành nặng. Và một chữ theo kiểu hơi rách lưới em tí. Nó tương phản giữa gì? Chất. Em biết cái tương phản giữa chất nhỉ? Chất sần sùi và chất nhẵn. Thì đấy là một giá trị. Và cái này người ta áp dụng cho phim ảnh, người ta áp dụng cho những cái giá trị về làm về game cũng là làm kiểu này hết. À, có những người bảo là em không thích cái này lắm đâu. Ok, vậy thì chúng ta sẽ chọn cái khác vậy. Đây ạ, bỏ qua cái này nhá, được chưa? Cantono. Thì các bạn cũng nên nhớ là trong cái phần ổ e của chúng ta có rất nhiều dữ liệu thư bên ảnh chẳng hạn như này. Chúng ta sẽ có cái background. À, trong phần background thì tôi chọn texture thì các bạn có đồng ý tôi lại có những biểu tượng như này. Không biết là các bạn đã chọn cái này chưa? Có phải đây là những cái ô không ạ? Vậy tôi cũng tương tự như vậy, giữ phím select tôi chọn vào đây được không ạ? Và tôi chọn vào chính cái khe của đối tượng được không ạ? Nhìn này chưa? Đó là ok, thì có phải đây là vùng chọn chọn đúng khe không ạ? Chọn này nhanh hơn nhiều, nếu em chọn Power không lâu lắm. Vậy tôi gọi Tuấn và Ctrl Z thì các bạn có đồng ý tôi đã tạo ra cái khe của này không? Nhìn này chưa? Rồi, sau khi tôi đã chọn xong này đúng không? Tuấn và Ctrl Z này. Rồi, được cái này rồi đúng không? Nhìn lên chỗ này chưa? Thì người ta muốn quay trở lại vùng chọn, tích vào đây. Nhìn này, đây. Đẩy cái này toàn bộ này sang bên cái phần chất liệu của chúng ta chính là cái chữ. Em nhìn thấy chữ này chưa? Nào, bây giờ chơi trò nha, như này nha. Nếu chúng ta chọn vào Ctrl G thì có phải nó sẽ chui vào đây nha. Đấy, cho chui vào chỗ khác mà chết rồi đấy. Chọn này nhớ. Xong rồi chọn ông này. Đây, Ctrl A, Ctrl C và sang bên này paste vào. Thì bây giờ các bạn dùng Ctrl Alt G thì các bạn chui vào cái chữ này không ạ? Vậy chữ này nếu mà em dùng Multi thì nó cũng đậm màu và nó cũng tạo ra một chất chữ theo kiểu lá cây. Có đúng không ạ? Còn nếu mà bạn chọn Overlay thì nó sẽ làm sao? Tươi màu. Nhưng nó vẫn không là chất. Đúng rồi á. Chính xác chưa? Vậy thì chúng ta đều hai cái này đều không thích. Tôi bỏ qua ra. Đây. Lúc này sau khi tôi làm đến đây tôi giữ phím Ctrl tôi quay trở lại vùng chọn thì có phải quay lại cái này không ạ? Nào lúc này tôi không dùng cái này nữa mà tôi dùng trên cái chữ. Nếu cái chữ tôi thực ra bạn ấn ngược thì bạn ấn lại cho tôi cái nó chỉ có hai giá trị thôi. Một là bạn ấn vào lại đúng không? Thì được cái này. À được luôn. Nhưng nếu mà bạn ấn sai thì có phải bạn ấn phím an và tích vào đây thì có phải nó chỉ lấy lại những cái khe không ạ? Ok, vậy thì trong trường này tôi chỉ cần giữ tích vào đây thôi. Tôi có chữ theo hình lá cây mà nó ngất nhè. Vậy thì em lấy chất liệu đâu thì nó sẽ được lấy. Vậy thì thậm chí là một cái gạch đoạn chỗ nào em nhìn thấy một cái tường nhà nó đều đều một tí. Ok, vẫn chụp lại được. Và chúng ta sẽ làm chữ cực kỳ chất. Bởi vì cái này liên quan đến việc mà nành nặng làm quen rồi. Thì bây giờ làm vách lưới một tí trông nó hoành tráng hơn. À, cũng tương tự như vậy. V, chúng ta không chơi này nữa. Tôi lại nói cho bạn biết là không chơi này nữa, lại ấn vào Ctrl O. Chúng ta lại kéo xuống. Đây có nhiều trò liên quan đến chữ lắm nên là chúng ta. Đây có những người làm bằng khói. À, Ctrl Shift E. Nhìn khói chưa? Thì khói này có phải là đen trắng không? Ctrl E, Ctrl C. Xong sau này đúng không? Đây tôi sẽ cho bạn xem. À, tôi sẽ chọn vào chữ đây Ctrl V. Trước khi chọn này tôi chuột phải chọn cái này nhá. Nhìn này Ctrl V này. Các phải đây là khói không ạ? Ctrl T và chúng ta xoay cái biểu tượng khói này ra. Để đặt tôi đây. Được chưa? Ctrl T. Tôi nói cho bạn biết là nếu một cái trò này mà tôi quay trở lại vùng chọn thì có phải nó sẽ trở thành vùng chọn nhà không? Nhưng để muốn quay trở lại vùng chọn cái này thì nó sẽ không ổn. Bởi vì nếu em dùng vùng chọn này, em tắt bỏ này mà em ấn vào đây, tôi đảm bảo cho bạn biết bạn ấn mặt nạ không có ra. Có thể làm à? Không đúng không? Nhưng bạn phải nhớ lại cái trò này của tôi, đó là Ctrl D. Nhìn này. Các bạn có thấy ở đây nó có sắc độ không? Vậy chúng ta có thể chọn vùng chọn cho sắc độ không ạ? Bằng cách gì ạ?
chuyển từ. Đúng rồi, chính xác, cảm ơn em. Nó chính là bài này đấy ạ. Tôi vẽ chữ theo dạng khối. Ấn vào đây. Thì các bạn có thấy là ở đây nó sẽ có kênh. Nhìn thấy kênh này chưa? Tôi sẽ chọn kênh đậm nhất đúng không? Thử xem kênh nào đậm nhất. Ok, vậy đồng này đậm nhất rồi. Giữ can trôn tích thẳng vào đây thì có phải quay trở lại vùng chọn cho con này bằng cái này không ạ? Chính xác chưa? Quay trở lại. Và sau khi quay trở lại thì các bạn thấy là tôi không dùng trên cái kênh này nữa mà tôi sẽ dùng trên này. Là ấn vào đây nhé, nhìn này, tích vào đây cả. Bạn nhìn thấy chữ của tôi sẽ dạng khói nhỉ? Bởi vì lúc này chúng ta chọn vùng chọn theo dạng sắc độ của tấm ảnh thì phải chọn qua kênh màu thì mới ra được. Chị em phải giữ can trôn tích vào đây thì muôn đời không bao giờ ra được, bởi vì là cái biển nó đã cắt sẵn rồi, không có đâu ạ. Chọn theo sắc độ nhá. Thế em nhìn thấy chữ này chưa? Sau khi làm xong các bạn có đồng ý với tôi có cái này không ạ? Tôi có thể ấn vào Ctrl Z nên đối tượng thứ hai là Ctrl Z này thì chữ sẽ sáng 5 độ, thì các bạn có nhìn thấy mây tôi sẽ trong đây không? Đó, thì đây là dạng mà chúng ta có thể làm được. Xong chưa? Tiếp theo Ctrl O. Nên là tất cả những sắc độ là phải dùng chữ ấy nhá. Đấy, nên kiếm khói về để làm gì? Để chơi thôi. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Đây, có những thằng nó chơi cái trò này. Em bảo không? Đúng không? Này, Ctrl S, Ctrl C, Ctrl V kép, chọn vào đây, Ctrl này. Cái này thực ra nó là tấm ảnh nhá. Và sau khi làm xong cái này thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi muốn quay trở lại vùng chọn ông này thì lại phải chọn qua cái gì? À, không chọn qua chân lên nữa mà chọn cái này được không em? Tích vào đây, nhìn này, chỉ thẳng vào đây này. Thì có phải chọn này không? Ấn OK, có thể vùng chọn tới được này không? Có phải lúc nào em đang bị thuộc vẹt là như vậy đấy? Hãy không thuộc vẹt đi, tôi sẽ không làm theo cách đấy nữa. Tôi sẽ chơi trò này, đúng không? Nào, vậy sau khi trò này xong nhé, này tôi tắt bỏ cái này đi. Thì các bạn có đồng ý với tôi chữ ở đây không ạ? Ấn thử nhá, nhìn này. Nhìn thấy chữ chưa? Vậy ngược lại được không em? Ngược lại bằng phím gì? Ở đấy. Xong rồi. Thì tôi cái khói chọn bằng cái con là được. Được. Được em ạ. Bởi vì nó lại chọn theo độ đấn của vùng màu mà em. Em kéo cái thanh gạt lên thì chọn hết, kéo thanh gạt xuống dưới thì nó đều làm được hết. Nhưng vấn đề nó chỉ là sắc độ thôi. Em thích làm cái kiểu quái gì cũng được, nhưng tóm lại tôi phải muốn là bạn làm nhuyễn được cái công cụ này. Thấy chưa? Một công cụ mà chúng ta đã dùng bằng bao nhiêu cách rồi. Ok, nhìn thấy chữ này chưa? Chữ này cũng là một kiểu. À, có những cái thì chúng ta lại bảo là em thích chất liệu quá. Ok, vậy thì chất liệu chúng ta lại không dùng này nữa. Đây, cắt cho nó. Trong đây thì thiếu gì? Chúng ta sẽ kéo. Đây, chất liệu này. Em nhìn thấy khói chưa? Ông này là đoạn khói vậy. Đấy. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép, Ctrl V, Ctrl T. Đấy, cái khói này thì nó hơi đặc biệt tí, nó không giống mây. Nhìn đúng không? Thì các bạn có đồng ý với tôi là chọn vào cái kênh vừa rồi tôi làm rồi select chọn vào đây đúng không? Đây vừa rồi em có hỏi cái này đúng không? Thì đây là cường độ này. Em đẩy hết cỡ này chọn hết, chọn vào đây nó sẽ chọn nhỉ? Này không? Tôi chọn đây. Nhìn thấy vùng chọn nhé, nó có chọn hết đâu. Nó chọn hết đâu, sau đó tắt bỏ cái này nên chỉ cái ấn vào đây, nhìn này, ấn vào đây. Nhưng nếu em ngược lại thì giữ phím an tích vào đây. Câu chuyện sẽ ngược lại nhỉ. Nhưng mà đẹp hay xấu thì phải thử các chất liệu khác nhau. Chỉ cần chất liệu khác nhau đã ngon lắm. Thì sau này các bạn mới làm hiệu ứng nó mới ngon được. Bởi vì ăn thua đoạn cuối cùng là chính là dùng chữ nữa cơ mà. Chữ có chất liệu hay không này, tôi không làm ra cái phần chất liệu đấy mà tôi sẽ lấy chất liệu thật tôi làm thì bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn là so với chất liệu bình thường. Kể cả là chất liệu hoa hết các bạn cũng nên chọn cho tôi, đó là Ctrl O đây này, đầy thứ. Nhìn không? À, có những người có thể lấy chất liệu này được không ạ? Thấy như Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép, đây Ctrl V có phải như này không ạ? Ctrl An G chui vào, bây giờ cho chui vào, không cho kiểu kia nữa, có được không? Cũng được đúng không? Đấy, thì đấy là cách làm. Còn nếu không, ok, bây giờ tôi sẽ thoát ra ngoài. Đây đi này, nào chọn sắc độ nào, select, chọn vào đây. Và chọn vào chấm trắng đúng không? Nhìn chấm trắng nhé, ok, có phải không chọn nhẹ không? Thì bắt đầu mình bỏ cái này đi, chọn cái này đúng không? Ấn mặt lại nào. Nhìn chỗ này chưa? Ngược lại bằng phím an, tích vào đây. Chữ tôi có thể nhảy được không?
Và các bạn phải nhớ một điều rằng sau khi vào cái biểu tượng này thì các bạn biết bút bê của tôi không ạ? Bút bê là gì? Và bút bê là màu trắng thì lại vẽ ra hình, còn màu đen là sẽ làm sao? Rồi vậy thì tôi sẽ chọn màu đen. Cái nét bút to không ạ? Thu nhỏ lại được không ạ? Đây đúng không ạ? Vậy thì sau khi vẽ xong này tôi phải gạch như này được không em? Ok, vậy thì trước khi làm đấy tôi sẽ tăng độ HX lên để nó cứng, để tôi vẽ này nó nét cứng đơ. Về chuột phải chọn bàn nét bút nhỏ tí nữa. Đây là một cái nét này, nhìn này một cái nét chưa? Vậy thì nhỏ nữa đi, tôi sẽ chọn vào số 4. Nhìn này, vậy thì tôi vẽ ở đây được không ạ? Tôi vẽ 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 đây được không ạ? Bởi vì tôi vẽ đâu nó thủng lên đấy mà. Vậy thì đây có phải là ra một cái chất vệ chữ không ạ? Cần gì phải chất liệu nào vẽ thẳng trực tiếp bằng bút và gạch, nó giống như hàng rào dưới thép gai ấy. Em kiếm hàng rào dưới thép gai thì tôi đảm bảo cho các bạn làm chữ cực kỳ luôn. Vậy thì cái này tôi có thể vẽ hàng rào dưới thép gai được không? Đây chỉ cần tích vào đây này, có dưới thép gai này được không ạ? Đầu súng trăng treo, rồi vẽ mấy con chim hòa bình vào đây thì người ta có thể làm cho bìa sách, người ta có thể làm cho cái gì đó tùy các bạn. Ok đấy nè. Được cái này không ạ? Đấy thì cũng là một cách chơi đúng không? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ngoài sử dụng công cụ đấy thì bạn hãy dùng cái này cho tôi. Có những người bảo gì? Ủa em không thích cái này đâu. Rồi bây giờ bạn xem này. Trong cuộc bút chúng ta có rất nhiều loại bút, là bút bình thường, bút thứ hai là còn bút rách rưới nữa cơ. Ok vậy thì tôi sẽ làm mép cho nó rách rưới một tẹo. Đây. À đây B này. Các bạn dùng tí có phải chấm chấm này không? Chúng ta kéo cái này được không ạ? Tại vì nó là màu đen, vẽ vào trong mặt nạ thì chỗ gì nào mà nó chả rách được không ạ? Ok, tôi sẽ vẽ đây. Tôi sẽ chấm nhảy được không ạ? Tôi chấm nhảy được không ạ? Ok, chấm này. Đấy, có những người vuốt lên nhảy, có những người cầm nhảy. Ok, chấm. Được chưa? Thì nó có rất nhiều cách để cho em chọn lựa. À, và sau này em còn tìm bút lá cây, bút các kiểu nó thì đấy là việc mà em sẽ rất là mạnh. Cả trong cái phần chất liệu cho chữ. Về chữ phông chữ thì sẽ giống nhau, chúng ta dùng giống nhau nhưng chất liệu chúng ta dùng khác nhau mà em. Đúng không? Ok thì bài này chính là phần về chữ nhá. Lưu ý phần này chưa? Làm mấy chục lần để cho các bạn nhớ là nó là màu đen là màu trắng thôi. Làm sai thì đảo ngược lại cho tôi cái. Đồng ý không ạ? Rồi xong rồi.